Đây là trò chơi tiếp theo của bảy nụ cười sơ. Vô lắm ở vô mà 3 năm rồi đó. Không, không vô. Em là đừng có hỏi em thì em sẽ vô. Đây là có những nước thang. Trò chơi vô cùng đơn giản. Một người bầm và một người được bầm. Ví dụ bé qua đây bé. Chúng ta sẽ bầm như thế này. Thả lỏng cơ thể nào. Dạ. Và chúng ta sẽ đi qua cái thang này. Cái chân bà đừng có đá. Bà đá nó cứ. Chúng ta sẽ có rất nhiều mức. Đội nào càng thấp thì càng thắng. Mức đầu tiên là 1m4. Em thách đấu anh Luật chơi trước. Em thách anh Vinh cổng anh Luật. Câu gì? Rồi chơi thi với nhau mà giống như là mình chơi với cha với mẹ mà chị nói là anh phải làm đó vậy đó. Thảo, điểm này Thảo. Quê đâu? Dạ Nha Trang. Hãy ra đi. Hai quê đâu? Chơi đi. Thành phố Hồ Chí Minh. Em ra cái gì? Em ra cái búa. Em ra cái gì? Em ra bào. 2, 3. Vô. Dạ Tư. 2, 3. Vô. Trời ơi. Em muốn chơi sao mà. Dạ chiếc. Em muốn chơi sao mà. Dạ thiệt á. Đội mình là một loại lươn lẹo. Đội mình là một loại lươn lẹo. Ủa bé mình khen đội mình hả? Khen á. Ngày quá trời. Để anh trước vào mấy cái cao cao này à. Ok anh. Mấy cao cao. Lưng anh yếu. Anh thuận bên nào? Anh bên nào cũng thuận. Anh thuận cả hai bên. Ok. Anh nói cho đúng nha. Đi. Đi. Số 2 mặt chứ. Bà cái thằng quỷ này. Là khó được anh hả? Là khó được anh hả? Có được đụng chân vô nờ sạn không anh? Đây, đây đợi mình. Liêu, liêu, liêu. Em ẩm chị gì nhọc đấy. Trời ơi, gân. Đúng là sợ trường. Thao em, sợ trường một bao 50kg nó chạy băng băng trên đồng. Anh tưởng gân nó làm. Chưa, ở dưới quê giác hai bao lúa là lần á. Tìm hiểu chưa? Chưa. Bây giờ té nha. Đi qua đây đúng không? Qua thôi chứ. Rồi, chúng ta hạ xuống một đất. Bên mình lại. Bây giờ em đâu có xuống. Tôi nữa. Vẫn là Tiến Lực. Vinh chưa ra trận nha mọi người. Ủa, phải thay đổi anh được. Phải ẩm anh Vinh chứ. No. Phải hai phiên, không được ẩm lại hoài. Bên đây người ta ít quân số hơn. Đúng rồi. Vậy là em được bế hoài luôn á. Vậy thì Ngân ẩm Ngọc nữa. Họ trời ơi chết chết luôn á. Họ trời ơi chết chết luôn á. Ôi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đâu đâu thử chị ẩm bé Ngọc nữa. Đúng rồi. Tranh thủ. Trời ơi được 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 được. Trời ơi trời ơi. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Phải đứng làm lên. Làm lại. Thôi lỡ lượt này thôi. Lượt sau qua phải đứng lên mới thành công nha. Rồi. Mét 2. Vẫn là anh Luật luôn hả? Mình thách vẫn là anh luôn. Thấp luôn đi. Mình thách thấp luôn. Em thách 60 luôn. Thách 60 luôn. Ủa lộn em thách. Sao đi bà. Sao đi luôn. Từ từ khoan từ từ bé. Đổi không? À thử đồ hả? Thử lấy đồ. Lên với anh cơm. Trời ơi. Thảo em phải nhúng nhúng tạo độ khó cho anh Luật. Nhảy lên. Nhảy lên. Chắc nha, Vinh anh chắc nha. Đó phải tấn vậy đó. Rồi đứng lên. Đó phải tấn vậy đó. Rồi đứng lên. Rồi thắng. Đó, nó phải đứng lên vậy đó mới được. Thôi nguy hiểm lắm, nguy hiểm. Giờ mấy cái này nguy hiểm lắm. Được không? Bên này, bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Rồi, lên ngược bên nữa. Chị già đó, chị Ngọc thẳng chân nè. Đó, hay thẳng chân nè, đó. Hay quá. Ôi, bên kia người ta nhúng, mình cũng phải nhúng lấy lè. Đâu, đi đâu hả chị? Vinh ơi, Vinh. Vinh ơi, Vinh ơi. Không, cái này anh Vinh nó khó thì ảnh to được không? Ảnh to lắm, ảnh không làm được đâu. Một cặp không được trùng khớp 3 lần. Vậy là anh Luật hết rồi đó. Vậy là anh Luật bên nào một lần rồi đó Hải. Đúng rồi. Hải ấm Ngọc anh một lần rồi đó. Đi được không? Vậy là anh chờ hai lần cuối đi. Một cặp không được trùng khớp 3 lần. Khớp 3 lần. Trời ơi cái này hơi khó nha. Được không Ngân? Thử đi thử. Trời tội bé Ngọc quá giống như là. Đây 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 em ẩm gì nè. Lùi ra. Lùi ra.
chị ăn thằng Giang đi quen cái thằng ngược ngược đó, chị ve thẳng cái chân vậy ra. Bây giờ thí dụ như hạ hấp sốt, tôi thảy bạn tôi lên tôi lòn qua tôi chụp được không, tôi lòn qua tôi chụp được không? Nó tới em lẩu nào nghe mắc cười à, hoài luôn. Đấy, đừng có giả bộ. Anh để cho mấy con tập trung. Thôi hỏi thôi mà, người ta có đụng tới đâu, có ai đụng mấy người đâu. Tự nhiên đổ thừa người ta. Ê, thiệt mấy người mắc cười quá tôi nói thiệt á, cười quá tôi nói thiệt á. Nói chuyện nghe thì không có lý do gì hết à. Hãy giờ đi. Để chị định bới ẩm em không ẩm em ghê lắm mà em không ẩm. Để chị thử coi, để chị thử coi. Không, để chị thử ẩm em. Chị hạ thấp lắm á. Anh Hà nổi không? Rồi đó. Thấp lắm á, không nổi đâu. Hà nổi không? Anh Vinh mà còn không nổi. Này chỉ có Hải thôi à. Hải đi. Hải cố đi Hải, vòng sau là bên này thua rồi. Vòng sau là bên này thua rồi. Trời ơi, em nói chuyện cái mắc cười quá à. Hay quá. Hay quá. Tại đang sờ cái chân mạnh lắm. Xuống 1 mét. Được, được, được. Em, nè. Bồ vai này. Không, mình Thảo. Chứ không được đo. Thảo ơi, Thảo. Em đừng có cố đưa cái đầu lên. Em đưa cái đầu ngửa ngửa đây nè. Để cho Vinh, Vinh, Vinh quét một cái đầu em đập vô đây. Vinh quét một cái đầu em đập vô đây. Trời ơi. Hy sinh, hy sinh, hy sinh. Thảo, thẳng người ra xíu, gần thẳng người ra xíu. Rồi. Rồi, đâu có lên nổi nữa. Sao mà lên được. Dạ. Không, chị dạ cho Hải ơi. Em 56. Hải ẩm chị. Con em qua đây 56. Con. Ẩm cái. Dạ cũng nặng à, dạ 54 à. Trời ơi, nhìn cái mặt của bé dạ dây em kêu nó nhẹ. Ok. 54 thành phố Hồ Chí Minh xin chào mọi người nha. Cuối số. Trời sao mới lên. Trời sao mới lên chị vậy. 1-0. 1-0. Em ra cái gì? Kéo. Búa. Em ra cái gì? Búa. 1, 2, 3. Trời ơi, người ta chân thật rồi thấy chưa? Sau một lần tôi rút kinh nghiệm rồi. Sao cái này là bên nó thua rồi. Phải đỡ bằng cái chân, sao anh quỳ một chân giống anh Vinh được á anh Hải. Anh qua anh quỳ chân đó luôn. Đúng rồi Hải ơi. Rồi đứng lên sao? Trời ơi, chống tay rồi. Chống tay. Chống tay rõ vàng. Rõ vàng chống tay rồi. Không, nhưng mà tại vì cái này mà... Thôi thôi, đừng nói, đừng lý do. Bên đây chơi được thì bên đây đúng rồi. Bây giờ cái lượt mình hoàn thành thì bên kia mới thua. Đúng, anh không được chống tay thôi. Đó, phải dễ đâu. Sao à, anh lên nổi á, anh Vinh anh bự coi. Cái anh Vinh anh bự coi. Bây giờ cái đầu có đâu mà đâu. Bây giờ cái đầu có đâu mà đâu. Trời ơi, bên tao nó nói về sức mạnh là bên tôi dư thừa. Trời ơi, thủ dũng vô mu. Hai nấc vừa rồi mình thắng. Tiếp theo 80. Ủa là bây giờ là chơi mấy lượt lần hả? Chơi đến khi nào cả hai dừng lại, đội là thắng nhiều lượt không thì thắng. Hai cái lượt mà dễ dễ là tôi thắng rồi. Càng xuống càng khó. Bây giờ xỉm xì ai chơi trước? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chưa bao giờ em thắng được tôi. Ra sao luôn. Ra sao luôn. Ra sao mà thua luôn á. Ra sao nữa. Mà thua nữa. Anh không có đúng nhịp của người ta. Trời ơi. Tôi biết được em làm cái gì luôn á Ngọc. Vâng, làm gì đi. Em làm chị đi. Sao chị không làm em? Sao làm không ai nổi. Rồi thua thấy thua rồi. Thua luôn, ổng. Em phải giữ chắc phải hạ lưng được không? Em hạ lưng được không? Ngọc ngửa cái đầu ra. Ngọc ngửa đầu ra cưng. Đó, lưng mình. Hôm nay không có thế. Được, anh Vinh được. Khó lắm anh, đùa lắm. Khó lắm nha. Khúc này là té là thua đúng không? Anh chỉ nè, em qua đây á, làm phải tựa cái lưng của Hảo vô đây liền. Chỉnh lại, chỉnh góc lại. Vô thế là đứng được hết. Cái khúc này nó hẹp lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Thấp 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 xuống, coi chơi. Đúng rồi. Sợ chưa? Tại vì bên tụi em nữ không mà. Má, đâu có chơi được cái này. Quý lực ghê quá à. Đây, bây giờ kéo nệm ra. Tôi thách đố bên kia, bây giờ tụi tôi chơi vậy. Tụi tôi ẩm, tôi thảy lên, xong rồi nhảy qua chụp. Ok. Ai làm rớt bạn diễn của mình thì người đó thua. Ok. Bây giờ là mức 70.
cm. Khó. Chúng ta sẽ quyết định bằng quả tù xì. Đội nào thắng được quy định bên kia ai ẩm, ai bồng, ai gì đó. Trời ơi. Vinh. Anh Vinh. Rồi. Bé Ngân nó bị khiếp vía với em. Em ra cái gì? Có đâu. Em ra cái kéo. Tự tin lên. Em ra cái gì? Tự tin lên. Tự tin lên. Tự tin. Ngon cái gì nhé. Tự tin. Mình toàn thua luôn rồi. Quy định. Không sao. Quý Ngân ẩm Lâm Vinh Hải. Trời ơi. Ok, ẩm chữ nào cũng được đúng không? Không, đúng một thế thôi. Anh Hải ơi, cô bé khéo léo. Ẩm Lâm Vinh Hải đi ha. Hên cho em. Vậy mình ép quá. Đó, như vậy thì mình ép Lan Ngọc quá, mình phải ép Thúy Ngân thôi. Hãy số. Thử đi anh. Chết rồi. Ngại quá. Anh có thể quay cái đầu ở đây không? Cái đầu á, cái đầu quan trọng rồi. Tại cái đầu đó khi mà không phải nó né là cái đầu em đập vô đây hiểu không? Em ổn chưa? Nặng lắm á. Trời ơi, nó khỏe dữ vậy trời. Ôi trời. Nó thẳng xuống luôn rồi. Rồi, đứng yên luôn rồi. Chưa. Chân này nó phải có thế chút xíu. Anh tự vô chân này của em nè. Về muốn mình tự kiểu nào? Anh tự cái người anh kiểu. Đó, xong không di chuyển được. Khi mình ngồi là có chơi mình không? Đèn của chị. Trời ơi. Ngân ơi, em sẽ thành công trong tương lai bởi vì em là một người rất là kiên định. Anh nói thật. Nghề định hướng cho em là nghề khiên giác. Tối nay anh có một cái tiệc ở ngoài cảng, ngoài đó đang giác gạo đồ nhiều lắm. Em ra là chính trình được. Anh á. Ê này nhìn nè mấy đứa ơi, nhìn này. Wow, wow. Anh quỳ sát đất của anh rất cay nha. Chứ. Không có thế, cái chân tẹt không được đâu. Anh chân ra thảo đúng rồi. Chân anh tẹt sao? Wow. Thôi, lúc nãy là coi như què đi, coi như là em được rồi đó, què đó, bây giờ mình xuống mức nữa nè. Mức 70 què, xuống mức 60. Quánh tù xì là quan trọng nha. Dạ, xử. Tôi hả? Chết rồi, tôi bị dưới màu bình lợi. Ủa chú cây, còn kép luôn không? Kéo. Là gì? Ok. Ba, búp, hey, ba. Sao diễn ra kẻ kéo luôn mà không giữ lời. Từng phú lấy bên u nhét vô miệng bình lợi. Bây giờ đơn giản thôi, tôi không thích ép ai hết. Dạ ẩm Thúy Ngân. Không thích ép ai hết. Nghe nói em đang có vấn đề ở địa điểm hả? Tôi muốn em thay cái đĩa mới. Dạ em đang là vật lý trị liệu cái đĩa đệm anh trai à. Không được, hơi nghĩ dạ đừng đừng dạ đừng cố cho dù có qua đây được cũng không lên nổi. Mình qua nhiều khi còn chưa được á. Rồi thôi bây giờ chơi dễ nè, bây giờ Ngân ẩm dạ rồi sao hoài vậy ông chú? Thôi em thì bây giờ không được thì mình thua thôi, có gì đâu. Đụng rớt thôi em, chứ cố làm chi, quỳ xuống mới được chứ còn. Ok, để cho mấy con làm đi. Ừ, lết. Chị nhất qua. Không được, không có thế. Trời, cái đó là... Đó, đó, trời, bé lết hay quá trời. Rồi miếng sao là không được tay rồi đúng không? Ờ, miếng sao không được tay nước được mà. Em có cần anh gỡ lên miếng mút này ra không? Cho nó trơn. Rồi, rồi, vô nè, Ngân. Vô. Trời ơi. Kéo. Em ơi, có nghe chẳng gì đó. Vô gì cũng được. Giờ nhà mình ổn không? Mình nãy giờ mình thắng không à, thôi ván này mình kệ cho họ thắng cái đi. Vinh nghỉ đi, các em kệ đi. Thôi em làm được mà. Anh nể mày, sau game này chắc mày đang kết nghĩa anh em luôn đi Vinh ơi. Anh đang cần một người có sức khỏe vậy đúng không? Chết. Anh cũng bò vậy à. Thiệt á. Ủa gì tay vậy? Tay em như vậy á. Đúng rồi anh Vinh ơi, nằm đây. Đâu Vinh, em qua. Úp mặt xuống mới dễ vậy Vinh. Ba rồi sao anh quá? Sao anh quá? Đúng rồi.
Hết thở. Em qua được. Cái kiểu đó qua được. Hiện tại tỷ số là 3-1 nghiêng về đội áo màu xanh. Vậy thôi bên kia thắng hả? Thắng luôn đi. Chúng ta còn mất nữa nè, chơi không? Chơi, bây giờ là thách đấu. Thách đấu, rồi. Mà cái này nó được nhiều điểm hơn không anh? Phải suy nghĩ chứ. Không, thách đấu chơi một cái này là góc đầu hay là lấy cười. Mới tham gia lần đầu thấy có nghĩa. Không, thì em hỏi là tại vì cái mức này mức khó mà. Bây giờ đấu sao? Nếu mà ai thắng được vòng này thì được tặng 2 điểm. Thôi không. Bây giờ 3-1 rồi. Trời ơi, trời tôi thiệt. Mình được tặng lên mình quê. Trời ơi, trời giống như tụi em. Ok, không? Nhưng mà nếu như vòng này tụi anh thắng là coi như là mình quê. Quê hết luôn. Thôi nghĩ đi. Sao? Không. Em dám đánh đổi với Vinh không? Dám không? Đi em đánh đổi với Vinh. Ghê quá. Em muốn chút khứa nó về luôn. Được. Chơi. Đó, em biết anh chơi. Chơi gì? Anh hả? Chơi gì anh? Thì lấy một điểm bình thường thôi. Thôi. Bên nó còn trọng danh dự, trong khi bên mình không có danh dự để trọng. Trời thua rồi thôi. Được nha, tôi nằm luôn á. Thả lỏng. Không có, em hết, nằm em không dày quá. Anh Hải. Không thách nào vậy. Trời ơi, hay quá vậy. Thắng cái giờ thả lỏng, thả lỏng. Thắng rồi. Hay vậy. Ê, cái chừng, cái chừng. Ê, cái chừng, cái chừng. Lại cái đùi của con đó, cô gái ơi. Trời ơi. Nó hay quá. Không rớt cái cây rồi mà có gì nữa. Cái này cũng rớt thôi. Không có nổi đâu. Em anh thấy cái mèo được em. Thấy được không? Mèo được. Chịu khó nha em. Anh đã xoay em như vậy nữa nha. Không lên nổi. Không có thể lên được. Ê bây giờ miễn là ấm vậy thôi đúng không? Đúng rồi, cần ngửa Hảo, thôi. Em úp mặt lại được không Hảo? Để chạy nè, nó sẽ đỡ dưới cái đầu gối hơn. Không có bị dướng đâu. Em mà. Trời ơi, đập đầu cũng đỏ rồi chứ tôi còn nào. Nằm ngửa đừng có nghiêng lại nha bé. Nó lên tới cổ rồi nghe. Một cái là trời ơi. Ủa? Tôi gợi ý cho em thì em ngại. Em tự xoay chuyển càng khôn mà. Lại dính đánh không nè, bé ấm lại dính đấy. Em chưa kịp đụng, em linh cảm. Em không có một chỗ trụ nữa rồi. Đây là anh trời ơi. Một cái tại, là em lật ngược tại vì em không chịu, anh nói em quơ tay là có chỗ nắm liền nè. Anh sao anh đứng ngoài chiến đấu là vậy. Như vậy là ở cái mức là 50cm thì cả hai đội đều không thành công đúng không? Rất là khó nha mọi người. Ở game này thì đợi mình thắng rất là thuyết phục luôn. Ôi vậy thế mạnh của em là gì? Nó nghe thử. Dạ, anh đỡ mặn vẹo để đồng đội của mình nữa. Để làm nữa. Em xoay như hồi nãy đó anh. Xong rồi lật úp mặt. Là thế mạnh của em á hả? Đúng rồi. Ở cái trò chơi này thì mình thắng. Và trước đó thì mình đã thua 2 rồi. Tỷ số hiện tại là 2-1. Có nghĩa là gì? Nếu game sao mình thắng, mình gỡ Huê. Ê, cái gì? Thành thái độ gì vậy? Thái độ gì vậy? Chưa thắng mà, bạn. Ơi, chưa thắng nha bạn ơi. Rồi à. Game sau tôi nghĩ là cho cái game mà vận động. Cho bé nó thể hiện chứ, nãy giờ bé nó nằm không à. Bạn Hảo là một người vận động rất là tốt cho nên tôi nghĩ là làm một cái võ đài xong rồi lên, thả hai người lên. Tôi với Lan Ngọc, Trương Thế Vinh với lại Ngân. Đó, lên. Ai xỉu thì đưa lên tiếng trên vậy thôi.